Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, hôm nay là ngày 18 tây tháng 11 năm 2023, sáng thứ bảy. Hôm nay tu viện Sơn Tùng có lễ khai kinh trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa do sự hướng dẫn của Thầy Chúng Tuệ. Thầy Chúng Tuệ về tu viện Sơn Tùng ngày 2 thời sáng và tối, Thầy đều hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhờ công năng tu tập này và tu viện thấy sự lợi lạc của nó, cho nên cũng thỉnh Thầy Chúng Tuệ mở đạo tràng mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy tuần thứ hai để cho quý Phật tử vùng Phi Lân, Ba Lây cũng như gần xa có duyên với tu viện Sơn Tùng cũng như kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa về đây mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy, thời gian tụng kinh từ 2 tiếng đồng hồ, trong đó đặc biệt sau thời tụng kinh có phần cúng cơm cho tất cả chư hương linh, tro cốt của họ được nằm xuống trên đất tu viện. Mỗi tháng chúng ta có một giây phút nào đó hồi hướng về họ, nghĩ về họ. Có những người thân nhân rất xa, cũng như có những người rất khó khăn để về tu viện, thì hương linh của họ cũng thấy được ấm lòng. Tu viện Sơn Tùng cảm ơn tất cả chư Phật tử gần xa, cũng như đảnh lễ tri ân tất cả các vị long thần hộ pháp, những vị vô hình đã ủng hộ cho tu viện trong 10 năm qua được sinh tồn cho đến ngày hôm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.